Rồi. Tiếp theo á là hình nhiều cái đĩa, tức là cho phép ta lưu nhiều thông tin cùng một lúc. À, thì khi mà ta học cái này á, trước tiên á, ta mới mở lên á, thì nó ở phần là Start Here này, thì chúng ta nhấn vào cái chỗ Empty nè. Đó, chúng ta tạo một cái file mới Empty rồi, file trống. Không, file này file trống, file trắng, không có, nó chưa có định dạng gì hết. Đây. Untitled đó là một cái file mà nó không hiểu đây là định dạng gì. Bây giờ trước tiên ta tạo file mới xong thì ta phải thực hiện lưu file này liền. Nhấn vào file chọn save. Save file này lại. Rồi, thì cái phần mềm code lock này nè, cái phần mềm lập trình code lock này nè, nó hỗ trợ ta rất là nhiều file, nhưng mà ở đây ta đang học lập trình C, không? Đó, ta thấy lúc này ta phải chọn, thì cái con khi mà con mở lên mấy con sẽ thấy nó để C vậy đó, con đừng có chọn gì hết, mấy con chọn on file cho thầy, on file, được chưa? Rồi, giả sử như hôm nay chúng ta học bài cơ bản chẳng hạn, cơ bản. Ở đây nó có sẵn mấy bài để tạo một, đây mình muốn tạo một thì nhấn phải ở vùng trống này nè, mình tạo một cái mục đi. Rồi, mạng nó tắt, tạo một thì giả sử cái con tập cái thói quen là lưu bài vô một cái mục nào đó, tức là trong mẫu D này thì ta tạo một phần lập trình C tổng cộng, nhưng mà trong đây giờ ta đang học đó là học phần căn bản đúng không? Đấy. Không một cơ bản đó. Thì ta tạo một cơ bản rồi ta lưu bài này vô, ta đang ở một cơ bản này thấy không? Rồi bây giờ cái chỗ này á, cái con ví dụ giờ có giả sử con đang làm bài bài tập, tức là khi đi thi mà giả sử cái bài số 1 thì kêu ta kêu đặt tên là bài làm một, bài làm một thì các con phải gõ đúng cái tên của nó là bài làm một trong cái đề, ta sẽ quy định nữa thầy sẽ dạy cách lấy đề chưa, chấm CPP hai chữ B nhớ nha. Rồi hôm nay thầy dạy với con là cái ví dụ một thầy gọi là ví dụ một chấm CPP, nhấn enter. Khi ta lưu đúng tên và đúng cái kiểu file thì ở đây nó sẽ hiện ra dấu màu xanh, còn nó hiện không ra dấu màu xanh mà ta nhìn lại đây là ta thấy là tào lao liền, là ta phải vô file chọn cell E lại đặt tên nó lại, hoặc là ta làm lại bước đầu là new empty, làm lại từ đầu, đóng cái này đi, bỏ cái này đi đúng không, bỏ cái này đi và làm lại từ đầu. Giả sử lưu bài này lại là ví dụ 2 cell. Chỗ này nhớ chọn on file được chưa, ví dụ 2 chấm cpp ok sale đúng. Tiếp theo là thầy dạy con mở file có sẵn, bây giờ mình muốn mở cái file ví dụ một nãy mình đang làm đó, được chưa, thì mình sẽ vô file chọn open nào, file open nè. Rồi lúc này á, nãy mình lưu bài trong cái ổ đĩa D của mình á, thì mình sẽ chọn cái ổ đĩa D đúng không? Đó. Mình lưu ở đâu ở trong cái bảng chẳng hạn thì mình mở ở đây rồi mình chọn file ví dụ một, nhớ mình nhìn đây mình đang mở nha, mình thấy đây chữ cell tức là mình đang chọn lộn rồi đó, nếu ở đây là chữ cell tức là nó sẽ lấy cái file mà đang chống phọc nè đè lên cái file cũ, mình phải nhớ kỹ và là mình đang mở thì ở đây phải là chữ open được chưa, phần lệnh đã làm mở cái file đã có sẵn rồi, mở đi, mắc phải cái lỗi trầm trọng này đó, cho nên mấy bạn gõ đây này dành cho những bạn không có gành tiếng học đó. Rồi gõ cái câu lệnh vô đây ha, TDC cộng chấm đó, gõ xong rồi sao lại sao lại đóng gì đây, bữa sau ông mở cũng mở file số 1 lên đúng không, ai gì vô file không vô, vô file nhấn vào đây không vô, không mấy gì vô file chọn file không vô, vô đến sao
mở cái file trắng này cái gì, đúng không? Đây với Excel, mục đích của mấy bạn là gì? Mục đích của mấy bạn là mở mỗi một file trắng. Đây thầy làm gì cho nó giống nè. Đó, ngày đó đẹp trời, hôm sau học hoặc là đi thi làm bài, mở file trắng này chuẩn bị thôi, không chuẩn bị làm bài số 2 nó chặt nhớ bài số 1 làm xong chưa. Đó, mở bài số 1 ra, không nhấn vô file mà nhấn vô cell. Đây bài số 1, nhớ nãy thầy gõ một đoạn lại rồi đúng không? Cell rồi, mở ra bài số 1 nè, đúng không? Ủa mà sao chắc nhất vậy? Không, do thấy cái file nãy là một cái file trắng, ta chọn cell và ta chọn đè lên cái file của chúng ta chứ đâu phải ta mở, đúng không? Đè lên thì cái đấy cái trắng nó đè lên coi như mất trắng hết trơn rồi, rồi rồi làm lại từ đầu, hiểu chưa? Đó mấy bạn phải kỹ tại sao phải phải lại làm cái thao tác này, tại mấy bạn thường bị mắc cái vụ này ha. À, rồi bây giờ thầy giới thiệu nữa, thì cái file này là cái file CSV, là cái file lập trình, đó là mình sẽ viết những cái đoạn lệnh vào trong cái vùng trống này, vùng trắng này mình sẽ viết các lệnh vào đây. Đó, thì ta nhấn vào view lên này nó lại nó chạy nè. Đó thì đây là cái màn hình mà nó chạy ra những gì mà ta lập trình, nó sẽ hiện ra đây, được chưa? À, rồi giờ ta bắt chước ta gõ lại ha. Rồi khi mình làm quen với là mình tập viết thử cái chương trình và quy tắc nó hoạt động của mọi cái gói lóc này như thế nào, đúng không? Khi mà mấy con viết xong một chương trình hoặc là mấy con sửa cái chương trình đó, thay đổi gì đó thì mấy con kiểm tra lỗi và chạy thử, được chưa? Cái nút này là nút chạy, là không có biên dịch. Đây build là biên dịch nè. Ví dụ khi mà ta thay đổi thì ta phải thực hiện biên dịch, còn nếu mà ta không thực hiện biên dịch mà ta thực hiện cái nút này không á, thì nó lấy cái đợt biên dịch đợt trước á, lúc mà chưa thay đổi á, nó chạy. Thì ví dụ như thế này, bây giờ đây là hệ biên dịch nha, hệ biên dịch là chạy ha. Rồi biên dịch là chạy thì lúc này nó sẽ ra là chào bạn rồi đến với ngôn ngữ lập trình C cộng cộng, đúng không? Đây đây thấy chưa? Rồi vậy là đợt biên dịch này gồm có hai câu lệnh này, đúng không? Bây giờ thầy thay đổi, thầy xóa đi câu lệnh này mà thầy không có chọn biên dịch lại mà thầy chạy run, thì nó lấy cái kết quả vừa rồi thầy chạy á, nó làm lại, nó lấy cái phần biên dịch này á, sản phẩm này á, nó thực hiện lại dẫn ra này, nó đâu có mà thầy đã xóa hết câu lệnh này, đúng không? Đúng ra là nó chỉ ra chỉ chào bạn thôi. Do đó lúc này chúng ta lưu ý, chúng ta phải thực hiện build and run, không? Ta chạy hai cái này thì nó mới cập nhật lại cái sản phẩm mới của ta, cái code mới của ta. Cách để biết cái chương trình mình lỗi như thế nào ở đâu, thì khi mà ta chạy như thế này nó không chạy được, là nó thấy có dấu đỏ không, tức là mà cái code ta đang viết nó bị lỗi. Giờ ta muốn biết lỗi ở đâu thì ta nhìn ở dưới đây, đây cái khúc này nè, ở đây nó để là error nè, thấy không? Cái line lại dòng số 7, đây dòng số 7 đó, dòng này đang lỗi nè, nó báo nè, cái nó báo là cái dấu chấm phẩy rồi nè, không có vấn đề đó, là cái dấu chấm phẩy này phải có trước cái dấu nó đóng ngoặc này. Thì ở đây đó, ta học đó, cái dấu chấm phẩy đó, là nó kết thúc một câu lệnh. Vậy khi mà nó ngăn cách giữa có hai câu lệnh với nhau thì nó ngăn cách nghĩa ở trong đây thì nó ý nghĩa đơn giản thì chúng ta hiểu là kết thúc câu lệnh. Vậy thì ta viết đã rồi mà ta quên dấu chấm phẩy thì cái chương trình ta vẫn không hoạt động được, hiểu chưa? Và nói luôn thi học lập trình sao không điểm rất là nhiều, không điểm, một là con có điểm, hai là con không điểm, tức là chương trình mấy con chạy được và nó đúng với kết quả người ta thì mấy con có điểm, đó là một là có con 10 điểm, hai là không điểm chứ không phải có 1, 2, 3, 4 hay 1, 2, 5, 2, 5 không phải 6, 7, không phải vậy, hiểu không? Rồi ta hay hiểu vậy, vậy thì ta viết sai dư một cái dấu hay là dư sai thiếu một cái dấu hay là sai cái dấu thì ta sai nguyên bài, không cho phép ta sai. Giống như thế này thì viết nguyên bài code dài nhằng thế này, đây thầy ví dụ bữa nay ta đã làm quen, người ta hiểu rõ cái quy tắc hoạt động của cái chương trình, cũng học cái ngôn ngữ lập trình thì sau này ta sẽ dễ dàng
tiếp cận, người ta lưu ý những cái gì thầy nói. Đây ví dụ như giờ thầy viết nguyên code này dài nhằng đúng không, phải không, quên chứ cái dấu chấm chạy trình không được, không biết chỗ nào sai không sửa được, không điểm, không điểm, mà ta không ngồi ở đây mà chấm từng lệnh cho mình đâu, được chưa? Nhưng mình biết chỗ mình sai mình sửa và chạy được, chạy được thôi chứ chưa chắc gì mình được 10 điểm. Của ta, người ta mới thử từng bộ test, là người ta thử bài này là bài đó, thế này đó. Rồi nó mới đưa những cái dữ liệu vô và cái chương trình sẽ xử lý cho ra những dữ liệu đúng, thì lúc đó ta mới được điểm. Ví dụ ta cho 10 cái dữ liệu thì mỗi cái dữ liệu là một điểm, một điểm, một điểm. Vậy trước tiên cái chương trình ta phải chạy, được chưa? Rồi sau đó người ta mới đưa 10 cái bộ dữ liệu của ta vô, nó chạy được ra kết quả, kết quả đó người ta mới coi nó chiếu với kết quả của cái người ta có đúng không, đúng thì ta được điểm, được chưa? Giống như ta viết một cái chương trình a cộng b, a cộng b tức là tổng hai số tự nhiên đúng không? Rồi mình viết viết bài tổng hai số tự nhiên đây, thầy dễ viết cho các con xem thế này nha, nè nhìn nè, đây là một bài tổng hai số tự nhiên, bữa nay các con chỉ cần hiểu chứ không cần phải làm được gì hết. Đây thầy sẽ viết cái chương trình tổng hai số tự nhiên a b, rồi vậy thì thầy sẽ nhập a b, nhập hai số a b vô, rồi chương trình này nó sẽ in ra tổng của a cộng b, a cộng b, được chưa? Rồi người ta mới lên ta chuyển trình, rồi ta mới nhập vô 3 4, ba cộng bốn bằng nhiêu, ra 7, đúng một test một điểm, xong rồi ta đóng ta chạy tiếp, ta để 4 cộng cho 9 bằng nhiêu, nên mình ra cái chương trình mình chạy ra 13, ta dò vô một test chúng ta đúng 2 điểm, hiểu không? Rồi tiếp tục nha, xem nha, vậy là bài này ta thấy rõ ràng là đúng không? Ta cho gì mình sai nè, không hay không là mấy này, 6 0 7 0, 8 0, 9 0, 9 0 là anh thủy đúng không? Đúng không? Cộng cho 1 tỷ cộng cho 3 tỷ, 3 tỷ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, vậy ra bao nhiêu? 4 tỷ đúng không? Chương trình thôi không được, sai. Vậy thì tức là 10 số lấy rồi cho 3 test đúng không? Test thì sai, không có điểm. Đó là cách mình ta chấm bài mình. Hiểu chưa? Vậy là chương trình mình, trước tiên là chương trình mình viết phải chạy được, sau đó muốn có điểm phải ra kết quả đúng đối với những bộ test tương tàn. Hiểu chưa? Rồi. Vậy thì viết chương trình như thế này, chạy được chưa chắc gì được điểm lớn. Không phải gì, có làm được hết trơn rồi, chương trình chạy được. Nhưng mà không có đúng. Ra nó ăn sai. Rồi thì đó là về cái tổng quan về chương trình, thì giờ thầy mới đi sâu vào chỗ này, thầy giới thiệu đây ha. Rồi thì đây là cái giao diện có lock, thì như thế này thầy nói rồi ha, nút tạo mới lưu trữ đây nè, biên dịch chạy chương trình ha, vùng soạn thảo hợp hợp thông báo biên dịch lỗi gì nó sẽ báo ở đây, được chưa? Rồi thì vậy rồi. Ôm lại kiến thức để tạo mới, ta vô file chọn new chọn empty không, hoặc là ta nhấp vô nút này không, khi lưu thì ta chọn chỗ size type là kiểu dữ liệu á, kiểu file á, thì ta chọn all file và ta gõ tên phải có dấu chấm cpp, được chưa? Rồi để chạy chương trình á, để mở tập tin đã lưu sẵn thì ta chọn là open đó, thì cái tài liệu này nữa thầy sẽ in cho chúng ta. À, ngày mai chúng ta sẽ có tài liệu này. Rồi bữa nào học bữa nào lên bữa đó. Rồi đây thì sau khi ta viết chương trình xong thì ta nhái vào cái nút nút này gọi là nút biên dịch, hoặc là ta vào build chọn build and run. Đây
Bill. Nếu mà ngày đó người ta nhấn lộn mấy cái này mất tiêu hết trơn thì ta sử dụng này Bill nè, Bill kênh nè, thấy không? Hoặc là ta có thể nhấn phím F9 trên bàn phím mình đó, bàn phím hàng ngang trên cái máy mình đó, nó có cái phần phím F9 trên đầu luôn á, dãy đầu tiên á, thấy không? Đó F9. Thì thông thường mình mà lập trình thành thạo mình xài cái nút đó cho mau, chứ nè đang ngồi gõ xong quay qua chụp con chuột nhấn lên cái nó mất thời gian, còn ta ngồi gõ ta nhấn lên F9 cái rất là mau, hiểu không? Tiết kiệm thời gian ở dân lập trình chuyên nghiệp ha, đi thi mỗi một giây một phút rất quan trọng đó ông ta. Rồi tiếp theo, thơm quá. Rồi thì đây là một cái đoạn cấp mẫu, về nhà ông ta sẽ viết cái đoạn cấp mẫu này rồi ta chạy chương trình thử, ta lưu lại làm quen nè, đúng không? Nó chạy chương trình thử. Rồi qua bài 2. Bài 2 cấu trúc của một cái chương trình C thì chúng ta lưu ý cấu trúc đây là một cái chương trình mẫu, và cấu trúc của nó thì ta thấy rõ ràng là ở trên là include, đúng không? Bit std thì ngoài cái bit std này std c cộng cộng chấm h này thì ta còn có như io dream là những cái thư viện, cái này gọi là khai báo tiền xử lý. Đó là đây là những cái thư viện mà nó, nếu ta khai báo nó để là sử dụng lệnh ta lập trình, ví dụ như các con muốn sử dụng mấy cái lệnh này đó, lệnh in, lệnh này, lệnh nọ thì lệnh này nó nằm ở đâu, nằm trong cái thư viện này ta lấy ra, đúng không? Nó hỗ trợ lập trình, ví dụ vậy. Rồi bây giờ không cần mấy con phải hiểu, không cần thuộc trong cái giai đoạn này thì mấy con chỉ cần xin lỗi, không cần phải hiểu mà mấy con phải thuộc, tức là mấy con phải viết chính xác vô cái viết chương trình này. Mở lên file viết vô in loader gì đó, rồi xong biết là di sinh may rồi email xuống hàng đầy đủ rồi vô bút vô cái này cực. Dù giả sử như tạo mới một cái tập tin nè, được chưa? Tạo mới là không có gõ liền nha, dù giả sử ở đây mấy bạn gõ nè, đó, mấy bạn gõ thì gõ đoạn lệnh nè, đây thấy gõ nè, nó không ra gì chứ, đúng không? Nó có màu đâu, không đó, đừng gõ mới vô, mới vô là mấy bạn làm gì, lưu bài lại liền cho thầy, chắc ăn lưu lại là chắc ăn là bài đó có làm liền, chứ mình không lưu rồi mình quên đó. Ví dụ ba cho thầy, ví dụ ba chấm cpp rồi gõ nguyên đoạn code này vô cho thầy đi, cứ nhào vô gõ như đây cho thầy, được chưa? Rồi bắt đầu mới làm, dễ làm, phải không? Rồi bây giờ gõ vậy muốn thêm lệnh này được không? Được, nhấn enter đấy, được không? Nhấn enter ra dòng trống thôi. Rồi tiếp theo đây hiểu ngoài ra thầy có nói là không IO stream nè, không đây là gọi là tệp header, head là gì, đầu á, không tệp chuẩn chứa các định nghĩa nhập sức dữ liệu. Ở đây thầy cũng xài, thầy xài thằng bit này nó bao gồm nhiều lắm, nó bao gồm tất cả nguyên bộ phương diện lớn luôn, được chưa? Cái này sau này mình học rồi mình muốn xài nào mình xài. Rồi đó, bây giờ đây là phần thân, phần thân trình thì bắt đầu hãy chữ là in main, mở ngoặc đóng ngoặc, nhớ nha. Sau đó cái dấu ngoặc móc này là bắt đầu chương trình này, đóng lại nè, bắt đầu kết thúc thân chương trình, được chưa? Rồi nãy á thầy có viết cái code tính tổng hai số AB đây, nãy là C out là ra, nãy là muốn in gì có phải thầy dùng C out, thì giờ nãy tao thấy rõ ràng là thầy muốn in cái gì thầy dùng C out. Có đứa nào thắc mắc cái này với chữ chào bạn có khác nhau không? Đúng rồi, mình phải để ý. Vậy cái câu hỏi, ủa thầy ơi, khi nào thầy sử dụng dấu ngoặc kép và khi nào thầy không sử dụng dấu ngoặc kép này? Khi thầy sử dụng dấu kép này, khi ở đây là một cái chuỗi thông báo, một cái câu thông báo gì đó muốn in ra thì đó là đặt trong dấu ngoặc kép. Còn thầy in ra một cái giá trị gọi là biểu thức theo một cái giá trị đại lượng nào đó thì không cần phải đặt trong dấu ngoặc kép. Nhớ vậy là được rồi, được chưa? Cin, in là vào, cin tức là đưa cái dữ liệu đó vào cái biến nhớ. Biến nhớ A này ở đây là gì? Nó là một cái ô nhớ. Đây mấy con nhìn lên cái ô gạch nè, đó là bộ nhớ. Trên cái ô gạch đó là bộ nhớ, đúng không? Thì con muốn sử dụng cái ô gạch nào đó thì con đặt tên cho nó. Ví dụ muốn sử dụng một cái ô gạch để con ghi cái số 789 gì đó thì con đặt đó là ô nhớ A. Vậy thì CNA tức là tôi sẽ đưa dữ liệu giá trị vô cái ô gạch đó, hiểu không? CB. Rồi ta có thể viết thế này hoặc là ta viết
dày CNA xong CNB là khi ta chạy chương trình đó, khi ta chạy chương trình đó thì ta nhập cái số này đầu tiên nó tự hiểu là số A và số 2 nó tự hiểu là số B, được chưa? Còn không thì các con có thể sử dụng như thế này, chấm phẩy và nhập số A xin B nhập số B, hiểu không? Được chưa? Ta sẽ đưa dữ liệu vô thì từ này là lấy đưa dữ liệu vào biến A, đưa dữ liệu vào ô giá B. Sau khi ta có ô giá 3 vô với B rồi thì ta cộng hai ô giá này lại với nhau thì cái này CAO in ra kết quả của biểu thức A cộng B, hiểu vấn đề chưa? Rồi N line, N là gì? Là kết thúc xuống dòng, là N L xuống dòng, được chưa? Thì cái này á, là mấy từ khóa mình phải học thuộc, phải học thuộc. Rồi tiếp theo vậy thì xin tên biến, được chưa? Hiểu ha? Đưa cái giá trị vào tên biến đó, đưa có thể nhập nhiều tên biến cùng một lúc nhau, không? Xiao biến, nếu mà xuất ra biến, ta thấy cái xiao cái dấu nó, mũi tên nó với xin nó khác nhau. Xin là mũi tên chỉ vào, đúng không? Chỉ vào, còn xiao là mũi tên thả miệng ra phát ra. Ta nhớ vậy, ao rồi ra thì cái mũi tên phải phát ra như thế này, xin thì mũi tên chỉ vào, được chưa? Rồi biến thì để ngoài, chuỗi ký tự thông báo thì để trong dấu ngoặc ngoặc kép, nháy đôi này gọi là nháy đôi, nháy đôi. Biểu thức thì để ở ngoài, và đây là một đối tượng và đây được gọi là một đối tượng khác biệt nhau, do đó phải được đặt cách nhau bởi cái dấu CL hai lần, hai mũi không? Rồi CL line xuống dọc, viết gì quá rõ ràng. Bây giờ nhiệm vụ các bạn là lập trình bắt chước cái code này ha. CL nè, nãy là thông báo nè, bây giờ sửa lại cái code này đó là gì? Giờ thì anh ra chữ thông báo, anh ra một cái dấu sao, được chưa? Rồi sau đó online. Bây giờ nhiệm vụ mấy bạn, như vậy mấy bạn có thấy rõ ràng là cái bài này nè, cái dòng tiếp theo là nó sẽ online hai dấu sao, đúng không? Cái dòng tiếp theo sẽ là ba dấu sao, dòng tiếp theo 4 dấu sao. Nhiệm vụ các bạn in ra tam giác hình sao này dựa vào bài mẫu này rồi làm.